Chúng ta vừa xong về phần lý thuyết và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm những bài tập dạng cơ bản của bài số 1 về cân bằng hóa học này. Thì các bạn chú ý cho thầy nhá. Ở đây chúng ta sẽ có cái bài tập số 1 đầu tiên. Cái dạng bài tập đầu tiên của chúng ta là cái dạng bài tập mà viết biểu thức hằng số cân bằng cho các cái phản ứng. Thì các bạn lưu ý cho thầy này. Thế thì khi mà viết cái biểu thức hằng số cân bằng cho các phản ứng thì các em cần phải nắm được điều gì? Các em cần phải nắm được cái công thức tính hằng số cân bằng, đúng không? Thế thì công thức tính hằng số cân bằng chúng ta đã học rồi và bây giờ chúng ta áp dụng vào đây thôi. Và các bạn lưu ý khi viết công thức hằng số cân bằng chúng ta cần nhớ những điều gì? Thứ nhất, KC là cân bằng thì bằng tích nồng độ chất sau chia cho tích nồng độ chất trước. Lưu ý nữa nhỏ nhỏ là gì ạ? Nếu mà là chất rắn thì coi như nồng độ của nó bằng. Vậy có ý nghĩa này, ta sẽ có ở đây KC sẽ bằng tích nồng độ, ở đây chỉ có một NH3 thôi và mũ hệ số nó là 2. Vậy sẽ bằng là nồng độ của NH3 mũ 2 chia cho tích nồng độ này của các chất trước này, N2 này, nồng độ của N2 này, nhân với lại nồng độ của H2 mũ 3. Đấy, đây là biểu thức tính KC của phương trình phản ứng A. Nhưng các bạn lưu ý nhá. Cái ngoặc vuông này này là ngoặc vuông để biểu thị cho nồng độ của chất phản ứng hoặc chất sản phẩm tại trạng thái cân bằng. Được chưa? Chỉ là tại trạng thái cân bằng thì mới được biểu thị bằng ngoặc vuông thôi. Được chưa? Còn ở tại các cái thời điểm khác thì nó sẽ ký hiệu là C. Được chưa? Đấy là với NH3. Và bây giờ chúng ta sang cái B. Với anh CaCO3 thì biểu thức nó như thế nào? Các bạn thử nháp ra đi nhá, các bạn thử nháp ra đi xem như nào nhỉ. Trông nó cũng hơi là kinh đấy. Đúng không? Thế thì chúng ta phải nhớ cái chú ý thầy vừa nói nhỉ. Đó là gì ạ? Đó là nồng độ của chất rắn thì tính là 1. Vậy ở biểu thức B ta sẽ có KC bằng anh này 1 rồi, vậy là nồng độ của chất sau chia nồng độ chất trước, trong này chỉ có mỗi thằng CO2 là gas thôi. Khí thì ký hiệu là G, gas. Rắn thì ký hiệu là S do nó là solid. Được chưa? Còn trong dung dịch thì ký hiệu là aqueous trong nước nhá. Hoặc là liquid dạng lỏng. Vậy KC đây chỉ bằng nồng độ tại trạng thái cân bằng của CO2. Ok, đấy là ý A, ý B. Giờ chúng ta sang ý C, ý D. Trên bảng của chúng ta là ý C, ý D. Và thầy rất mong muốn rằng là các bạn không chỉ có xem video này, các bạn cùng nháp với thầy, các bạn cùng thử viết xem KC của phản ứng C tính như thế nào và KC của phản ứng D tính như thế nào. Rồi sau đó các bạn mới so sánh với thầy. Bởi vì sao ạ? Nếu các bạn có viết sai thì một lần sai là một lần nhớ. Sai càng nhiều lần thì các em càng nhớ, các bạn học lại được từ cái sai nhiều hơn. Chứ đừng có chỉ xem thụ động các em nhé. Bây giờ này, vậy này, KC của phản ứng C, KC bằng tích nồng độ của chất sau. Đấy, chất sau có một NHI, mũ hệ số nó là 2. Vậy sẽ là nồng độ tại trạng thái cân bằng của HI bình phương chia cho nồng độ tại trạng thái cân bằng của H2 nhân với nồng độ tại trạng thái cân bằng của I2. Đây là biểu thức KC của phản ứng C. Và tương tự như vậy, ta cũng sẽ có biểu thức tại trạng thái cân bằng của phản ứng D. Và mình nhìn thấy tất cả các chất ở D này đều là chất khí dạng gas. KC của phản ứng D sẽ bằng tích nồng độ chất sau H2O nhân CO2, tích nồng độ tại trạng thái cân bằng của H2O nhân với nồng độ tại trạng thái cân bằng của CO chia cho nồng độ tại trạng thái cân bằng của H2 nhân với nồng độ tại trạng thái cân bằng của CO2. Ok, ở đây thầy vừa hướng dẫn cho các em xong toàn bộ cái bài số 1 A, B, C, D. Thực ra có rất nhiều các phương trình nữa. Ở đây của thầy chỉ là 4 phương trình các em hay gặp nhiều nhất thôi. Và thầy rất mong muốn là sau khi các bạn viết được những cái A, B, C, D rồi này, 4 phương trình này rồi, thì sau này các bạn gặp bất kỳ một phương trình nào, các bạn cũng đặt bút xuống, các bạn viết cho thầy cái KC. Và nếu có khó khăn gì thì inbox cho thầy để thầy hướng dẫn cho các em nhá. Bây giờ chúng ta sang cái bài tập số 2. Cái bài tập số 2 là cái bài tập về tính toán rồi, nó không là một bài tập lý thuyết nữa. Thì thầy muốn cho đây chúng ta cọ sát cái khả năng bấm máy tính của chúng ta.
Đúng không ạ? Nó sẽ có bài số 2 là đề bài cho ra phản ứng của N2 tác dụng với lại 3 thai để tạo thành 2 lần NH3. Và tất cả các cái chất ở trên này đều ở trạng thái gas, có nghĩa là trạng thái khí. Thì biết nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng tại nhiệt độ và áp suất xác định T0 là nồng độ của H2 là 0,45 m. Mol trên lít đấy, nồng độ của H2, N2 là 0,45 m, H2 là 0,14 m, NH3 là 0,62 m. Và đề bài yêu cầu chúng ta là tính KC tại T0 độ C. Thế thì muốn làm được bài này thì chúng ta phải viết được biểu thức KC. Hay tất cả những cái bài mà cho phương trình này chúng ta phải viết được biểu thức KC của phương trình đấy. Sau đó mình mới thay số nhá. Thế thì bây giờ đầu tiên nó sẽ có là KC của phương trình này thì bằng gì? Bằng tích nồng độ chất sau chia cho nồng độ chất trước. Chú ý phải mũ hệ số. Vậy nồng độ chất sau đây là NH3. Vậy là nồng độ của NH3 bình phương chia cho nồng độ của N2 nhân với nồng độ của H2 mũ 3. Được không ạ? Thế là xong được về cái KC nhá. Đấy là về biểu thức. Bây giờ mình thay số. Thay số thì mình sẽ có bằng này. Nồng độ của NH3 là 0,62 m. 0,62 bình chia cho nồng độ của N2 là 0,45 nhân với nồng độ của H2 là 0,14. Và các bạn bấm máy tính giúp thầy xem kết quả bằng bao nhiêu. Các bạn bấm máy tính giúp thầy. Thầy không có máy tính ở đây nên là các bạn bấm vào thầy thôi nhá, và ra thầy đáp án. Ok các bạn, bây giờ cái chỗ này chỉ còn bấm máy tính thôi nhá. Các bạn tự bấm, các bạn comment đáp án xuống phía dưới thầy rồi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang bài tập số 7. Chúng ta sẽ bắt đầu sang một cái bài số 3. Bài số 3 này nó là một cái dạng bài khác. Bài số 3 này là một cái dạng bài mà đề bài sẽ hỏi chúng ta theo cái dạng là xem là xác định xem là cái phản ứng nào nó sẽ thuận lợi cho việc điều chế một cái chất hơn. Thế thì ở đây bài số 3 thì đi vào cái thực tế là trong công nghiệp hóa học thì methanol xe tạo hóa là nguyên liệu quan trọng. Đấy, thì nó được điều chế theo hai cái quy trình sau. Quy trình thứ nhất là cho CO dạng gas tác dụng với H2O dạng gas để tạo thành CH3OH dạng gas. Thì với cái phương trình quy trình số 1 này thì nó có KC là 2,26 nhân 10 mũ 4. Hoặc là với cái quy trình số 2 là CO2 dạng gas cộng với lại 3 hydro dạng H2 dạng gas. Hydro đọc là hydrogen đấy, hydrogen. Để tạo thành CH3OH dạng gas với KC bằng 8,27 nhân 10 mũ trừ 1. Được chưa? Thế thì dựa vào KC thì bài hỏi là dựa vào KC hai phản ứng ở 25 độ C. Thì phản ứng nào thích hợp để điều chế CH3? Thế ở đây thì mình có một cái chú ý cho các bạn. Chú ý. Bạn nắm được chú ý này là giải được bài này nhé. Với KC càng lớn hơn một bao nhiêu thì dẫn đến phản ứng thuận càng dễ dàng xảy ra, càng dễ dàng xảy ra. Thì hệ quả của cái thằng này như thế nào? Hệ quả của cái chú ý này nó sẽ dẫn đến là trong các cái quy trình phản ứng ấy thì cứ cái KC đấy, các bạn nhìn nhá, đây 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 đây, nhìn luôn vào đây cho các bạn dễ nhìn. Với phản ứng số 1, KC bằng 2,26 nhân 10 mũ 4 lớn hơn rất là nhiều lần so với 1, đúng không? Thế còn với quy trình của phản ứng số 2 thì KC đây bằng 8,27 nhân 10 mũ trừ 1 là nhỏ hơn 1. Vậy thì với cái phản ứng 1 này, phản ứng thuận sẽ dễ dàng xảy ra hơn theo cái chú ý này. Thì sẽ dẫn đến là gì ạ? Là lượng CH3OH sinh ra nhiều hơn rất là nhiều lần so với quy trình 2. Chính vì vậy nên phản ứng thích hợp để điều chế CH3OH hay là methanol đó là phản ứng số 1 các em nhỉ. Tại thì đây chúng ta có chú ý này để chúng ta làm các cái câu. Chúng ta có cách chú ý này chúng ta làm các cái câu sau này, những câu trắc nghiệm với tốc độ nhanh hơn, cao hơn. Được chưa? Chúng ta sang tiếp tục bài tập số 4. Chúng ta sang cái bài tiếp theo là bài số 4. Bài số 4 này lại là một cái dạng bài tập khác của cái phần cái chủ đề số 1 này. Cái dạng bài tập này là dạng bài tập mà khi đề bài cho ta một cái phương trình
cụ thể đấy, và cho ta nồng độ các chất tại trạng thái cân bằng. Và đề bài yêu cầu chúng ta là xác định nồng độ ban đầu của các chất tham gia vào đấy. Thế thì thầy cụ thể hóa cái dạng bài tập đấy với cái bài số 4 là ở một nhiệt độ nhất định thì phản ứng thuận nghịch N2 cộng với lại 3H2 để tạo thành 2 lần NH3 đạt trạng thái cân bằng khi nồng độ các chất. Có nghĩa đây chính là nồng độ tại trạng thái cân bằng của H2 thì bằng 2M, của N2 thì bằng 0,01M và của bằng NH3 thì bằng 0,4M. Và đề bài yêu cầu chúng ta là xác định nồng độ ban đầu của N2 và H2. Thế thì ở trong cái bài này thì đầu tiên các bạn phải chú ý thầy là ở nhiệt độ nhất định, và đây là cái phản ứng này thực hiện trong bình kín, có nghĩa là thể tích không thay đổi, thì ghi chú thầy một điều như này, ghi vào vở nhé, là gì ạ? Là với ở nhiệt độ xác định và thể tích không thay đổi thì ta có thể coi nồng độ mol như số mol để tính toán nhé. Coi nồng độ mol như số mol để tính toán. Vậy bây giờ này thầy sẽ biểu thị bằng cách giải. Thì có hai cách giải. Cách giải số 1 là cách giải chậm, và theo bản chất đây là cách giải rất là chậm và tất cả các em đều có thể hiểu được. Đấy, tất cả các em đều có thể hiểu được nhá. Là giải theo phương pháp 3 giai đoạn. Đây các bạn chú ý, có nhiều bạn thì đây là lần đầu tiên các bạn nhìn thấy phương pháp này, các bạn chú ý theo thầy nhá, nó dễ lắm. Thầy sẽ có các dòng sau: dòng ban đầu, dòng phản ứng và dòng cân bằng. Đấy, với các nồng độ các mol. Đây, thế đây đề bài cho cân bằng đây. Đấy. Tại thời điểm trạng thái cân bằng thì nồng độ của H2 bằng 2M. Đây thì điền 2 ở đây, dưới chân H2. N2 bằng 0,01M. 0,01. Và NH3 bằng 0,4M. Đây là tại trạng thái cân bằng. Và mục tiêu chúng ta là đi xác định nồng độ ban đầu của N2 và H2. Thế thì ở trong bài này bây giờ chúng ta phải nắm được thế này. N2 và H2 là chất tham gia phản ứng. Thế thì ban đầu N2 là có nồng độ mol và H2 là có nồng độ mol, nhưng ban đầu coi như phản ứng chưa xảy ra thì NH3 là coi như nồng độ bằng 0. Thế mà tại trạng thái cân bằng nồng độ của NH3 là 0,4. Vậy suy ra lượng NH3 sinh ra bắt đầu là không có gì nhé, sau đó là trạng thái cân bằng là 0,4, vậy suy ra nó sinh ra là 0,4 đúng không? Thế thì tại cái dòng phản ứng này chúng ta sẽ được tính toán theo tỷ lệ của phương trình. Đây chúng ta cùng nhìn này. 3H2 thì mới sinh ra 2 NH3. Vậy để sinh ra 0,4 lần NH3 thì cần bao nhiêu H2? Thì ta sử dụng cái phương pháp là bài toán tỷ lệ thuận là gì ạ? Nhân chéo chia đối. Ok không ạ? Đây, 3H2 ra được 2 NH3, vậy thì số mol H2 phản ứng nó sẽ là 0,4 nhân 3 là nhân chéo, chia đối là chia 2. Bằng này, 0,4 này nhân 3 này chia 2 này. Được chưa? Bằng 0,6. Đây là H2 phản ứng. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ tính được N2 phản ứng nhân chéo chia đôi. 0,4 nhân 1 chia 2. Được chưa? 0,4 nhân 1 chia 2. 0,4 nhân 1 chia 2. 0,4 nhân 1 chia 2 bằng 0,2. Vậy tại đây thầy đã xác định được là nồng độ của N2 phản ứng là 0,2, mà tại trạng thái cân bằng là 0,01, mà các chất phản ứng là mất đi, có nghĩa là nồng độ H2 mất đi là 0,2, mà tại trạng thái cân bằng chỉ còn có 0,01. Vậy suy ra ban đầu của N2 nó sẽ là 0,2 cộng với 0,01 bằng 0,21 M. Tương tự như vậy với H2 là phản ứng hết là biến mất đi đấy, 0,6 kết thúc ở tại trạng thái cân bằng đấy thì là 2. Vậy thì suy ra ban đầu của H2 sẽ là 0,6 cộng 2 bằng 2,6. Được chưa? Vậy suy ra nồng độ ban đầu của N2 là 0,21 M và nồng độ ban đầu của H2 là 2,6 M. Được chưa? Đây là với cách 1. Cách 1 là cách giải chậm. Cách 1 là cách giải chậm. Bây giờ thầy sang ngay lập tức cho ông ta cách 2, cách giải rất nhanh của thầy. Cách giải 2 là cách giải theo phương pháp bảo toàn nguyên tố các em ạ. Đấy. Đây là cách 1 xong nha. Giờ mình sang cách 2. Là cách bảo toàn nguyên tố. Các bạn cùng nom thể vẽ cái sơ đồ này ra để các bạn hiểu hơn về cái phản ứng này. Có phải là cho anh bản chất là cho anh N2 cộng với anh H2 để tạo thành anh NH3. Nhưng mà tại trạng thái cân bằng thì vẫn tồn tại anh H2.
là 2m. Anh N2 là 0,01m và anh NH3 là 0,4m, đúng không? Vẫn theo cái chú ý của thầy là cùng một nhiệt độ xác định và cùng một áp suất nhất định, thể tích không thay đổi thì mình sẽ coi như nồng độ như là số mol hệ tính toán bình thường. Vậy này, bây giờ muốn tìm nồng độ ban đầu của N2 hay gì? Đúng không? Thầy đi bảo toàn nguyên tố N2, bảo toàn nguyên tố nitơ. Bảo toàn nguyên tố nitơ. Thì cái định luật bảo toàn này nó đơn giản lắm các em ạ. Nó là một trong số những định luật quan trọng bậc nhất của hóa học khi giải bài tập. Và nếu khi các em nắm vững được rồi, các em chỉ cần bấm máy tính là ra đáp án thôi. Nhưng bây giờ nhiều bạn vẫn chưa biết thì thầy giảng lại chậm thôi cho bạn hiểu nhá. Được chưa? Thì đa số bạn học offline với lại online của thầy Minh thì cái này nó bấm nhanh nhanh nhoáy rồi. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu các khóa học của thầy thì có thể là inbox cho thầy nhá. Qua Zalo này, qua Facebook này, qua fanpage mình nhớ link. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại đây. Bảo toàn nitơ thì cái định luật bảo toàn nguyên tố như này là các nguyên tố không tự sinh ra và không tự mất đi theo các phản ứng hóa học. Được chưa? Thế thì có nghĩa là hệ quả của nó là gì ạ? Số mol nguyên tử của các nguyên tố trước và sau phản ứng không thay đổi, có nghĩa giữ nguyên. Hay nói khác là hệ quả đây là số mol nitơ trước phản ứng nó sẽ bằng số mol của nguyên tố nitơ sau phản ứng. Còn nó nằm trong chất nào kệ bố nó, đúng không? Vậy ở đây mình có này, nitơ trước phản ứng nằm trong đây, trước phản ứng đấy là hỗn hợp gồm N2 và H2. Vậy nitơ trước phản ứng này nó chỉ có thằng N2 thôi. Đây các bạn nhìn kỹ nha, kỹ năng của thầy này. Trong N2 này có mấy nitơ? 2 nitơ nên phải nhân với hàm. Được chưa? Tại vì 1 N2 thì có 2 nitơ mà. Nên số mol của nitơ trước phản ứng phải bằng 2 lần số mol N2. Tại trạng thái cân bằng thì nitơ nằm ở trong đâu? Nằm trong NH3 và nằm trong N2, đúng không? Vậy này, sau phản ứng này thì nitơ nằm trong NH3 này. Số mol của NH3 này trong NH3 có mấy nitơ? 1 nitơ thôi. Thế là nhân với 1 nhá. Cộng với lại này, trong N2, N2 này là N2 tại trạng thái cân bằng các em nhá. Là bao nhiêu ạ? 0,01. Đấy, N2 tại trạng thái cân bằng. Chỗ này nhân với mấy ạ? Có 2 ạ. 2 N2. Và bây giờ câu chuyện chúng ta là thay số. Suy ra số mol N2 ban đầu này. Thì giữ ban đầu đây, đây cân bằng ở đây cho phân biệt. N2 sorry, đây không phải là số mol. Mình đang tính là số mol. Thôi mình cứ coi, vừa nãy thầy có cái chú ý là coi nồng độ như số mol tính toán bình thường rồi, đúng không? Tại trạng thái cân bằng, tại trạng thái ban đầu. Thế cho dễ, tìm hiểu đơn vị sau để trắc nghiệm mà. Còn nếu mà tự luận thì các em ghi thay cho thầy là nồng độ nhé. Vậy này, bằng này 0,4 nhân 1 cộng với 2 nhân 0,01 chia 2, đúng không? Và kết quả chúng ta cũng bằng là 0,21. Đơn vị là nồng độ là mol trên lít M nhé. Còn đây thì ký hiệu N, lúc nãy thầy có cái chú ý rồi. Nồng độ coi như số mol tính toán bình thường. Thế thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro, bảo toàn nguyên tố hydro, những cái phương pháp này là phương pháp thích hợp cho việc làm trắc nghiệm, và làm trắc nghiệm chúng ta chỉ quan tâm đến đáp án thôi. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro thì tương tự như vậy, hydro trước phản ứng nằm trong H2, hai lần số mol H2 ban đầu thì bằng hydro phản ứng sau và đứng nằm trong NH3. Đây NH3 đấy, 3 lần. 3 lần số mol NH3 cộng với lại 2 lần số mol H2 ở trạng thái cân bằng. Đấy, các em nhìn thấy không? Nếu mà chúng ta nắm vững được cái phần này thì bấm máy tính là đạt vào. Bấm bằng tay trái luôn. Vậy suy ra số mol H2 ban đầu tương ứng với nồng độ H2 ban đầu đấy thì bằng ạ 3 nhân 0,4 cộng với 2 nhân 2 chia 2 bằng 3 nhân 0,4 là 1,2, 1,2 cộng 4 thì bằng 5,2, 5,2 chia 2 bằng 2,6 mà. Đấy chưa? Các bạn thấy không? Trên đây thầy Minh vừa hướng dẫn cho các bạn hai cách làm của cái dạng bài tập xác định nồng độ ban đầu của các chất, với hai kiểu làm, một kiểu làm là tự luận và một kiểu làm là trắc nghiệm. Cả hai kiểu làm ban đầu tiên các bạn nhìn nếu mà trình bày ra thì nó sẽ là nhanh tương đương nhau. Nhưng cách số 2 này sẽ ưu việt hơn khi chúng ta thông thuộc bấm máy tính hơn. Dĩ nhiên tất cả những dạng bài tập này đều là những dạng bài tập cơ bản thôi.
chúng ta chưa lên đến những bài tập bạn nâng cao level cao, bởi vì ở đây chúng ta với cái thời gian ngắn ngủi như này thì thầy chỉ có thể truyền thụ cho ta những cái gì cơ bản nhất, căn bản nhất để giúp đỡ cho các em hiểu bài học. Nhớ chia sẻ thầy đến các bạn các em nhé.